Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách để setup cái bộ phát wifi B593U12 này. Khi mà mới mua về thì sẽ phải làm như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải lắp hai cặp anten vào. Lắp cũng được mà không lắp cũng được, tuy nhiên lắp thì nó sẽ phát wifi ra xa hơn và tốt hơn thôi. Ok, chúng ta sẽ mở cái nắp sau ra. Tiếp đến thì sẽ lắp hai cặp anten vào như thế này. Xoay như thế này. Nó rất là tiện dụng đó, chúng ta có thể chỉ những cái hướng cần tên này theo nhiều chiều khác nhau đều được, rất là tiện. Rồi, đó là về cách lắp anten. Tiếp theo, tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng cái adapter đi kèm với thiết bị cấp điện cho nó, cắm cái cổng adapter vào cái vị trí này ha, cắm vào. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ cấp điện, cắm adapter này vào ổ cắm điện. Nếu chúng ta sử dụng trên ô tô thì mình nghĩ là phải mua thêm một cái bộ chuyển đổi từ cái cổng, này ra cái tẩu. Rồi bây giờ mình đã cắm điện vào cái thiết bị và nó có tín hiệu đèn power, nó đã xanh lên như thế này là chúng ta đã kết nối thành công. Chờ khoảng tầm vài phút. Rồi ok, như vậy là thiết bị đã khởi động, tiến hành khởi động xong. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi tên, mật khẩu wifi hay là gì đó thì chúng ta sẽ làm các bước như sau. Một là các bạn có thể sử dụng những cái điện thoại smartphone nhé. Hai là chúng ta có thể sử dụng laptop, máy tính gì đó để truy cập vào cái wifi qua, để có thể truy cập vào cái wifi do bộ phát wifi B593U12 này phát ra và tiến hành setup thay đổi. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng điện thoại và thay đổi cái mật khẩu wifi của nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt trên điện thoại và chọn tới wifi do nó phát ra, thì cái tên wifi của nó thông thường là sẽ là WLAN như thế này đây, và cái mật khẩu wifi của nó mặc định sẽ nằm phía sau máy, mặc định sẽ nằm ở đây, và cái wifi của nó chính là cái dòng này. Cái wifi, tên wifi của nó chính là cái dòng này. Đó, cái mật khẩu WLAN này nè. Dòng thứ hai tính từ dưới lên. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nhập cái mật khẩu wifi đó vào. Các bạn nhớ là sẽ phải dùng cái hiệu hoa và thường giống như trên cái bộ phát này viết nha. Rồi, tiến hành kết nối. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã tiến hành kết nối thành công với wifi do cái bộ phát này phát ra. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải truy cập vào cái trang dashboard của nó để tiến hành setup lại. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái trình duyệt Google Chrome đi. Tab mới này. Rồi, chúng ta sẽ vào cái địa chỉ IP trực tiếp của nó là 192.168.1.1, hoặc là các bạn có thể truy cập trực tiếp vào cái trang này luôn cũng được này. Cái trang có dán ở đây luôn, đó là speedport.ip. Mình vào trang đó luôn đi, speedport đi. .ip. Rồi. Thử lại 192.168 1.1. Rồi nó cũng đổ về trang speedport.ip. Thì nó như nhau thôi. Ở đây thì nó yêu cầu chúng ta sẽ dùng cái password để login vào. Thì cái password đó là nó nằm ở dòng này. Đây, nó nằm ở đây. Cái mã này nè, từ thứ hai từ trên xuống dưới chữ speedport.ip đó là cái mã này. Rồi mình sẽ tiến hành nhập cái mã đó vào. Rồi ok, sau khi chúng ta login được vào cái trang dashboard của nó thì ở cái phần mà password change á, thì đây đây là cái password mới
Đây là chính là cái password Wi-Fi. Chúng ta có thể đổi lại thành một cái mật khẩu mới. Ngoài ra thì những cái thiết lập khác, ví dụ như là cái update, là thời gian hay gì đó, thì nó đều nằm ở cái bảng này hết. Chúng ta có thể kiểm soát cái thiết bị này, status Wi-Fi LAN ở trong này, địa chỉ IP và bao nhiêu cái thiết bị đang truy cập vào cái thiết bị này, đang truy cập vào cái modem Wi-Fi 3G này. Cái phần đây là WLAN. Cái phần WLAN thì chúng ta có thể kiểm tra. Còn cái phần security setting hay là password change thì chúng ta muốn đổi mật khẩu thì sẽ đổi ở đây. Về cách thức làm ở trên PC thì nó cũng tương tự như vậy thôi, không có gì thay đổi hết. Cũng khá là đơn giản, không có gì phức tạp. Rồi, như vậy đó là về cái cách giúp chúng ta có thể login được vào cái bộ phát Wi-Fi 4G của Huawei này và thay đổi lại mật khẩu nó như thế nào. Như thế là xong. Còn về cái cách thức lắp SIM vào thì nó đơn giản. Ở đây thì mình có cái SIM và chúng ta sẽ lắp vào đây. Rồi, bởi vì cái SIM này nó mới quá nên mình cũng ngại tháo này để lắp. Mong các bạn thông cảm cho mình cái chuyện này nhé. Ok, cái video hướng dẫn cách sử dụng cái bộ phát Wi-Fi 4G của Huawei B593U12 hỗ trợ 4G LTE của mình xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.